hello, xin chào mấy chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam và em là Nguyễn lực ATP mấy chị ha. thì mấy chị vào xem thì nhớ cho em một lượt like, một lượt đăng ký uh, nha mấy chị để giúp kênh Ichimoku Việt Nam được lan tỏa tới nhiều người. rồi thì ngày hôm nay em sẽ đi vào uh, phân tích về index của mình khi mà sập mạnh vào ngày thứ sáu thì khả năng nó sẽ giảm về tới đâu mấy chị ha. thì uh, qua đó mình sẽ đi vào uh, phân tích những cái ngành nghề nào có thể dẫn sóng uh, chạy những cái nhịp sau khi mà thị trường điều chỉnh nha mấy anh chị. Rồi thì giờ em sẽ đi vào uh, phân tích vấn đề index của mình nha mấy anh chị. thì ngày thứ sáu, vn index của mình nó đã có một cái phiên giảm uh, rất là mạnh 21.6 điểm uh, tương đương với là 1.66% anh chị và đạp về cuối phiên atc đó. thì uh, cái này là đã xác nhận sự phiên là mình đã vượt đỉnh uh, thất bại uh, mấy anh chị nhé. Thì ngày thứ hai ngày thứ hai thì uh, có khả năng nó sẽ không có thuộc ở cái vùng khách sạn của Ichimoku chính phát ở 1279 mà nó nó hồi lại tích lũy ở đây và đi ngang rồi uh, tiếp tục nó tăng tiếp với chị ha. Rồi tiếp tục nếu mà nó mà gãy cái vùng 1279 ký khách sạn của Ichimoku chính phát <laughs> thì em sẽ đưa ra ba cái khả năng mà cái vấn đề index của mình nó có thể xảy ra anh chị nhé đó. À, khả năng thứ nhất thì với cái đà mà giảm mạnh à, ngày thứ sáu thì nó ngày thứ hai có thể có một phiên bán giảm về tới cái vùng 1268 đó em vẽ đây với chị ha giảm về tới này 1268 rồi nó hồi phục lên lại 1279 thì khi mà nó hồi phục lên lại nè, mấy anh chị nào trong danh mục của mình đó, cổ phiếu nào yếu cần cơ cấu thì mấy anh chị tranh thủ cơ cấu nha tại vì khi mà nó giảm xuống đây rồi <laughs> thì nó chưa hồi phục lên lại được đâu nha mấy anh chị nó phải test lại này. lên đây test lại rồi nó phải về cái vùng ở dưới này nè nó phải ép ép bán tiếp về lại cái vùng tới một hai năm mươi đó mấy anh chị nha rồi nó mới hồi phục lên lại rồi có thể là đi lên đó là cái trường hợp thứ nhất đó thì mấy chị xem mấy chị khi mà nó giảm xuống mà hồi lên lại thì mấy chị tranh thủ cơ cấu trong cái danh mục cổ phiếu nào yếu mấy chị cần cơ cấu thì mấy chị tranh thủ nha đó rồi còn một trường hợp thứ hai nó về nó test lại lên lại cái vùng ở một nghìn hai ở cái vùng khách sạn đây nó không có vượt qua được rồi nó về nó test lại cái vùng cân bằng của VN Index ở vùng 1236 cái giao găm 65 ở đây là 1236 vùng cân bằng ở đây mấy chị ha đó nó hấp thụ ở đây rồi tiếp lũy uh, một vài phiên chỉ đó rồi nó mới tăng lên tiếp được đó là cái trường hợp thứ hai mấy chị nhé đó rồi trường hợp thứ ba trường hợp thứ ba thì uh, có những cái trường hợp gì mà thông tin gì mà xấu á. Uh, xấu nhất có cái thông tin gì mà tồi tệ á, thì nó có thể xuyên qua ở cái vùng 1236 luôn xuyên qua cái mây mỏng chỗ này nó về lại cái vùng giao găm 129 chỗ này anh chị nhé đó là vùng khoảng 1000 à, 1200 á. đấy mà anh chị nằm ở đây này khi mà nó phá cái mây thì nó xuống nó về đây thì muốn lên lại nó cần phải có cái thời gian dài anh chị nó, nó, nó tích lũy ở đây này lên đi xuống rồi nó mới đi lên lại, nhưng mấy anh chị nhé, đó là ba cái trường hợp khi mà thị trường VN Index của mình nó phá thủng cái vùng khách sạn một hai bảy chín một hai tám, nghe mấy anh chị nhé, đó thì em sẽ đưa ra như vậy để cho mấy anh chị có thêm cái góc nhìn khi mà mấy anh chị có kế hoạch để mua cổ phiếu, đó. rồi thì thị trường của mình đợt này á muốn vượt lên một ngàn ba trăm Uh, mạnh mẽ thì nó phải có một cái uh, ngành dẫn dắt nó đi lên mới có mạnh mẽ được nha mấy chị ha. Chứ, lúc trước thì mấy chị thấy không? Không có cái ngành nào nó cụ thể hết, tức là nó xoay vòng theo. Lúc thì uh, cái ngành này chạy, uh, tức là chạy thì có một vài cổ phiếu thôi, một vài cổ phiếu riêng biệt thôi. Uh, uh, nó chạy, xong tới cái ngành uh, khác có một vài cổ phiếu nó chạy, cho nó không có chạy đồng loạt cả cái ngành mấy chị ha chỉ có riêng cái ngành công nghệ thôi cái ngành công nghệ đợt trước và hơi hiện tại thì chạy mặt thôi nhưng mà cái ngành công nghệ nó không có vốn hóa không có lớn nó không có đủ lan tỏa để mà dẫn dắt cái thị trường của mình đi uh, lên vùng 1.300 nó mạnh mẽ mấy chị nhé rồi thì cái ngành dẫn á, trên thị trường chứng khoán của mình thì chỉ có mấy cái nhóm ngành lớn thôi là ngành ngân hàng chứng khoán với lại động sản, thép. Đó, đó là những cái ngành lớn mà nó có thể tạo ra cái dòng dẫn để mà dẫn cái thị trường mình đi mạnh mẽ nha anh chị ha. Đó, thì giờ em sẽ đi vô uh, phân tích cái, cái ngành ngân hàng trước mấy anh chị ha. Cái cổ phiếu mà ngân hàng mấy anh chị có thể quan tâm, để ý để khi mà cái thị trường mình nó vào sóng anh chị ha. Rồi, cổ phiếu ngân hàng STB. Đó. Đây uh, là cái cổ phiếu ngân hàng uh, khi nó đã có những cái pha bứt phá lên cái vùng cản hai cái dao găm và cái mây. Đây nó test lại này, Và tăng lên lên cái vùng uh, hiện tại nó có pha điều chỉnh lại. Thì mấy anh chị uh, nhắm bắt cái con cổ phiếu này ở vùng giá là từ 29.7 cho tới 29.3 anh chị ha. Đây là cái con cổ phiếu mà lúc trước tất cả các cái ngành nghề các mã cổ phiếu ngân hàng khác nó chạy mà nó chưa chạy thì sắp tới nó đang có cái dấu hiệu để là những cái con cổ phiếu khỏe nó chạy nha mấy chị nào rồi cổ phiếu uh, tiếp theo là con VBB đó rồi cổ phiếu VBB thì uh, con này cũng vậy nha mấy chị ha bắt đầu nó có tín hiệu từ cái ngày uh, 12 tháng 6 có một cái cây vô lớn lên đấy nó thể hiện là sắp tới là cổ phiếu khỏe để nó chạy nha em chị nha Rồi mấy chị canh cái vùng giá này 18.5 mấy chị vào nhé. đó thì uh, cổ phiếu ngân hàng em sẽ đề xuất uh, hai mã đó cho mấy chị uh, nhìn xem xét để mình uh, mua thôi mấy chị nhé. Còn mấy chị thích uh, cổ phiếu ngân hàng khác thì uh, mấy chị uh, tìm hiểu ha. đó. rồi cổ phiếu ngành chứng khoán có SSI đó, cổ phiếu SSI là cái cổ phiếu lớn ở trong ngành thì khi mà nó chạy nó sẽ là ăn cả để dẫn dắt cả cái ngành chứng khoán nó chạy mấy anh chị ha thì nó đang ở cái vùng hỗ trợ cái giao gam thôi 36.1 thì mấy anh chị canh nhé nó có giữ được cái vùng này không còn không là nó gãy về cái vùng giao găm 1 129 ở vùng 35.2 thì mấy anh chị canh để mấy chị vào mấy anh chị ha rồi PCI đó, cổ phiếu VCI hiện tại nó đã phá lũng cái vùng hỗ trợ rồi. Mấy chị canh xem thứ hai nó có về hồi phục lại được trên cái vùng 50 không? Mấy chị canh, mấy chị vào ha. Còn không là thì cái vùng 48.1 mấy chị nhặt nhặt vào mấy chị nhé. Còn nó phá phá vỡ cái vùng 48 là mấy chị bán. khi mà nó phá vỡ cái vùng hỗ trợ cứng thì mấy chị bán đó. Rồi để sau này mình canh mình vào tiếp mấy chị nhé. Rồi. BSI Đó, cổ phiếu BSI cũng vậy anh chị ha. Đó, mấy anh chị canh nó cũng đang phá vỡ cái vùng à, hỗ trợ của nó rồi. Mấy anh chị canh xem. À, nó có về lại được cái vùng 59 không thì à, để mình vào anh chị ha. Còn không nó về lại cái vùng 55.8 này tám này. Hỗ trợ cứng của nó dưới này. Đó. Rồi. Đó là mã cổ phiếu ngành chứng khoán em à, 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 lưu ý cho mấy anh chị ha. Rồi cổ phiếu bất động sản có cổ phiếu Nam Long. Đó. Cổ phiếu Nam Long hiện tại nó cũng đang phá vỡ cái khách sạn luôn. Mấy chị canh thì cái vùng giá nó có thể về là vùng 40.5 thì mấy chị nhặt vào nhé. Đấy. Rồi đây là những cái cổ phiếu khỏe của ngành bất động sản thôi. Còn giống như cổ phiếu nhỏ DXG, DIG, TLO ờ, thì nó đang ở cái biên giới rồi. anh chị nhé. Rồi KDH. KDH cũng vậy nhé anh chị ha. KDH thì cổ phiếu nó đang khỏe. Mấy chị canh từ cái vùng uh, 37.15 vùng hỗ trợ ở khách sạn. Đó, mấy chị canh mấy chị vào ha. Rồi không thì nó mà gãy cái vùng đó thì nó về lại cái vùng 35.9 ở đây. 35.7, 35.9 nha mấy chị ha. Mấy chị canh mấy chị vào ha. Rồi. Đó là cổ phiếu ngành bất động sản em lưu ý mấy chị hai con đó ha. Rồi tiếp tục là cổ phiếu bên uh, À, thép nên chị ha HBG rồi cổ phiếu HPG nó đang ở cái vùng hỗ trợ đây 29 nha mấy chị nhé nếu mà nó gãy cái vùng này thì mấy chị canh cái vùng 27.6 mấy chị ở vô mấy chị nhặt ha đó rồi NKG NKG cũng vậy mấy chị nó đang đúng hỗ trợ ở cái khách sạn luôn á mấy chị canh nó gãy thì nó về lại cái vùng 24.3 đấy rồi HSG rồi HSG thì mấy chị canh này, cái vùng hỗ trợ ở khách sạn tiếp theo của nó là 23. Mà nó gãy 23 thì khả năng là nó về tới 22. Thì mấy chị canh những cái điểm đó mấy chị vào. Thì đó là những cái con cổ phiếu mà em đưa ra cái quan điểm của mình để mấy chị có thêm cái góc nhìn nha. Thì khi mà cái thị trường điều chỉnh mấy chị canh để mấy chị nhặt vào. Đó là những cái con cổ phiếu mà em nhắm sắp tới khi mà cái thị trường nó điều chỉnh xong. Thì những con cổ phiếu này có thể nó dẫn dắt. Thị trường nó đi thì tiếp theo cái cái à, cuối năm 2024 mấy anh chị ha Thôi thì em cũng xin tạm dừng ở đây à, Rồi em cảm ơn mấy chị đã vào xem ạ Em xin chào mấy anh chị